16 tháng 7 2018. Vườn của mình nha. Đây là cây táo của Kina. Đây là rau minto, rau húng của mình đấy. Bạn này là bạn ớt, ớt cay Việt Nam nha. Đây là cà pháo Việt Nam, sắp ra quả rồi. Kinh giới nha, ăn ngon tuyệt vời, muốn độ mắm tôm. Thơ dền, chanh, lemon vàng của Nhật. Chưa là ớt và tía tô nha, tía tô cũng của Nhật, ớt Nhật, ớt cay Nhật. Cái tù cái lá nó to vậy đó. Đó, nhiều cái lá tía tô cũng chưa. Trời ơi, nó to như cái đĩa đó. Đây là cây cam của môn trồng. À, cái trong kia là cái nghệ. Nhật cũng có nghệ nha. Wow, còn đây là rau muống này, xanh non mơn mởn luôn nha. Mấy hôm lại được ăn tuyệt vời luôn. Còn đây là cái hoa của bạn Moon nha, cái hoa Asagaus. Đây là cái nhót Nhật nha. Giống cái nhót Việt nhưng quả nó chỉ bé xíu thế này thôi này. Wow, trong đây là cà chua bi, mini tomato. Đây là cà chua mini nhưng mà loại quả dài, ăn rất là ngọt và cứng. Chín rồi đấy. Ngày nào Moon với Kim cũng ra, có quả nào cứng là các bạn ấy nhặt hết, quả nào chín đỏ là nhặt hết. Cái cà chua này á, mua là nó chỉ bằng có xíu thế này thôi, khoảng gang tay thôi, mà giờ nó lớn như thế này. Hoa, mỗi nhành hoa là một chùm quả, không có cái nhành nào mà là không đậu cả, có hoa là có quả. Bên cạnh đấy là cây hồng trồng đây cho sao nó lớn, nó xòe cái bóng ra đây cho nó cái chủ để xe ô tô cho nó mát nha. Đó, đây là chủ để xe này. Đây là cây này, với là cây này là cây người ta ở Việt Nam gọi là cái gì ta, cây cần tây mới mua của Nhật đó, giống Nhật đấy nha, đúng là cần tây giống Việt Nam luôn. Còn đây là cây húng chó này. Ồ, húng chó đấy, 3 cây 4 cây húng chó to chưa ra mầm, để cho nó lớn hơn chút. Hôm kia thì hôm trước là mùi rất là xanh tươi nhưng bây giờ nó bắt đầu nó già này, nó ra mùi pakichi. Đây còn có nghệ này. Nghệ này nấu với cá ngon, kho cá ngon. Harue. Là harue của Nhật nha, cái nha đam của Nhật nha. Nó hơi nhiều gai hơn nha đam của mình chút xíu. Nhưng còn đây là cây xả này. Chú Phúc mơ sang trồng được mấy cây nè. Cắm xuống nó cũng lên đó, 2-4 cây. Còn đây là Midori Katen của mình nè. Midori Katen.
cái mướp đắng đấy. Mướp đắng này là của Nhật, Nhật là nhà nào mùa hè người ta cũng trồng một cái dàn mướp đắng như thế này để cho nó che cái phần mái nhà cho nó mát nè. Oh, y nè, làm mình trồng sát ra ngoài này một chút, cảm giác nó đẹp lắm ạ. Đây là trồng bên kia, bây giờ vừa bắt sang bên này thêm một cái dàn nữa, nó leo sang, phát triển nhanh lắm. Nhưng mà hoa thì nhiều, chưa thấy cái quả nào cả. Hoa đấy, chứ xinh đẹp ghê đấy nhỉ. Này là thích lắm đây nha, suốt ngày ra vườn ngồi chơi đó. À đây có rau sam thì bên Nhật là nhiều vô kể. Có mùa hè nó lên xanh mướt nha. Thank you.